người dân ở thị trấn nhỏ Vermeulen của Thụy Sĩ đã ghi lại được hình ảnh video UFO khổng lồ quay tròn trên bầu trời đêm ở hồ Zurich. Vật thể lạ lơ lửng trên bầu trời trong 5 phút trước khi biến mất trong màn đêm. Một nhân chứng kể lại là lúc đầu nghĩ rằng đây là buổi trình diễn ánh sáng ở hộp đêm nào đó. Nhưng không, tia laser ánh sáng nào phát ra từ mặt đất cũng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Một người ở Trabhausen nhìn thấy UFO và tưởng rằng đó là đèn pha hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng vì khoảng cách rất xa, lên đến 20 cho đến 25 km vẫn nhìn thấy nên loại trừ giả thuyết rằng chúng là đèn pha. Tổ chức chịu trách nhiệm giám sát không phận Thụy Sĩ cho biết chưa thể xác định chính xác nó là gì, nhưng ánh sáng từ vật thể này không phản chiếu xuống hồ Zurich như những vật thể. Khối UFO bí ẩn này khiến cho nhiều người phải bàn tán. Một số người bình luận vui vẻ đề cập đến truyền thuyết về UFO, phim khoa học viễn tưởng, trong khi số khác lại cởi mở về ý tưởng về du khách ngoài trái đất.